Liên đoàn Lao động Thành phố Cường Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức khởi công xây dựng mái ấm công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Ngọc Lạc, giáo viên trường mầm non Thới Hưng 2 gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được khởi công xây dựng tại ấp 5, xã Thới Hưng, có diện tích trên 50 m vuông, vách tường mái lợp tôn nền lót gạch men, kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ. Phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp dự kiến căn nhà hoàn thành sau một tháng thi công giúp gia đình chị nguyễn ngọc lạc có chỗ ở ổn định yên tâm công tác